Chào các bác nhá, em thử tải chiếc Toyota 2,5 tấn máy dầu đời 8, sản xuất 2010, máy cơ, xe Nhật bãi nhập khẩu ạ. Tháp nâng cao 3,5 m, có bộ gật gù nguyên bản. Nâng một chiếc xe nâng nặng 2.300 kg. Thủy lực rất là khỏe, gang tin là đã lên được rồi, không cần phải mớm ga. Xe này là đang là có bộ gật gù nguyên bản theo xe. Di chuyển rất là nhẹ nhàng. Rồi em lùi đi. Rồi ok rồi em ơi. Hạ xe xuống đi. Chiếc này nặng 2.280 kg, gần 2,3 tấn. Xe có bộ gật gù nguyên bản đấy ạ.